Rồi hai đứa thi đi. Làm như được. Làm như thằng này nó mê cái giai đoạn này lâu rồi đó. Thời gian 60 giây bắt đầu. Chưa. Tắt nhạc đi. Người ta thằng đấu với ngươi à? Mày lại xoay à? Tao mệt rồi nhá. Tao chưa mệt. Thì nói chung thì con bé này cũng có duyên. Rồi hai đứa đổi chỗ được chưa? Để anh lên diễn. Để anh lên diễn. Là em thích cái tiểu âm hài nào của anh Giang? Không đâu, không thích đó. À đâu thích. Có duyên. Mẹ thấy hai đứa anh cũng bắt chước. Thế lực nào mang các bạn tới đây? Đón xem tập 10 Thách thức danh hài mùa năm phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7.